trực tiếp bóng đá Pau FC 1-0 Valencia Quang Hải vào sân phút 80. Trực tiếp bóng đá Pau FC vs Valencia thuộc vòng 9 Ligue 2 từ 0 giờ ngày 18 tháng 9. Trận đấu kết thúc, Pau FC 1-0 Valencia. Quang Hải cắt bóng ở sân đối phương và chuyền cho đồng đội. Tuy nhiên, Pep Ibnu Ba làm hỏng pha tấn công nhanh của Pau FC vì một đường chuyền cầu thả. Pau FC thay người, Quang Hải được tung vào sân thay Basu Amina. Vào, Pau FC mở tỷ số. Pau FC 1-0 Valencia. Eddie Silves kiến tạo xuất sắc. Basu Amina vượt qua thủ môn đối phương và ghi bàn. Quang Hải là một trong hai cầu thủ dự bị của Pau FC rời cabin ra khởi động. Cơ hội của Pau FC. Thủ môn Valencia cản phá cú sút hiểm của Steve Busnat. Huấn luyện viên trưởng của đội khách vừa bị phạt thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Cơ hội của Pau FC. Ở Win Coffee sút xa rất đẹp nhưng thủ môn Valencia xuất sắc hơn. Thẻ đỏ. Dibuchi nhận thẻ vàng thứ hai và bị chốt quyền thi đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Pau FC chơi không tồi trong hiệp 1. Huấn luyện viên Didier Tholot chưa cần thay người ở đầu hiệp 2, Quang Hải tiếp tục ngồi dự bị. Hết hiệp 1, Pau FC 0-0 Valencia. Cơ hội của Pau FC. Đội chủ nhà phối hợp tốt ở cánh trái. Monbatsu Amina tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội nhưng Zatara lại sút không trúng đích. Cơ hội của Pau FC. Mohamed Zatara đánh đầu hiểm nhưng chưa đủ mạnh. Cơ hội của Valencia. Thủ môn Oliero đứng nhìn nhưng vẫn còn một hậu vệ Pau FC đứng trên vạch cầu môn để phá bóng. Cơ hội của Valencia. Cơ hội đầu tiên của Valencia là một cú đánh đầu. Thủ môn Alexander Oliero cản phá xuất sắc, tiêu thua cho Pau FC. Valencia mạnh hơn nhưng Pau FC giữ được thế trận không tệ. Đội khách không tạo ra được sức ép liên tục dù đang chiếm ưu thế trên sân. Pau FC thi đấu với sơ đồ 4-3-3, không phải 3-5 hay như các trận gần đây. Tuy nhiên, cách bố trí tuyến giữa của huấn luyện viên Didier Tholot không đổi. Đội trưởng Henry Say chơi thấp nhất hàng tiền vệ Steve Busnat và Dan Mida dâng cao. Trận đấu bắt đầu. Pau FC 0-0 Valencia. Trong hai trận gần nhất của Pau FC, Quang Hải đều không thi đấu phút nào. Quang Hải là một trong ba cầu thủ Pau FC được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong loạt trận FIFA tháng 9. Những cái tên còn lại là Pep Ibnu Ba, Meritani và Sesi Danbida, Benin. Ngày 19 tháng 9, Quang Hải sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Đội hình Pau FC vs Valencia. Quang Hải dự bị, Henry Seyvang băng đội trưởng thay Xavier Cosi vắng mặt do án treo giò. Huấn luyện viên Didier Tholot có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3 một trở lại với cặp trung vệ Jean Ruiz và Noi Sâu, hoặc kéo Sesi Danbida xuống hàng thủ để duy trì hệ thống 3 trung vệ. Trong đội hình Valencia, cái tên đáng chú ý nhất là Mathieu Dibuchi góp mặt với tấm băng đội trưởng. Nhận định Pau FC vs Valencia. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, đánh bại Lavan với tỷ số 1-0 cách đây một tuần, giúp Pau FC tạm thoát vị trí cuối bảng. Đội chủ sân Nauskerkam vẫn đứng áp chót, nhưng khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 10 Paris FC chỉ bằng đúng một trận thắng. Màn trình diễn của Pau FC trong trận đấu gần nhất có sự tiến bộ rõ rệt. Các học trò của huấn luyện viên Didier Tholot phối hợp với nhau tốt hơn, biết cách kiểm soát trận đấu và tấn công có đường nét hơn so với những vòng đấu đầu tiên. Hệ thống chiến thuật mới của Pau FC với sơ đồ 3 trung vệ cho thấy những tín hiệu tích cực. Pau FC tiến bộ về sự ăn ý và cách chơi bóng của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là ở hàng công. Các tiền đạo mà huấn luyện viên Didier Tholot tin dùng trong những trận gần đây, Pep Ibnu Ba và Mohamed Zastara vẫn chưa ghi bàn. Lavan là một đối thủ yếu, thử thách tiếp theo của Pau FC sẽ khó hơn nhiều. Valencia đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng này mới thua một trận từ đầu mùa giải. Chỉ có 4 câu lạc bộ, trong đó có 3 đội nằm trong top 4 của giải đấu, thủng lưới ít hơn Valencia. Trước một đối thủ mạnh, huấn luyện viên Didier Tholot nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình đang vận hành tốt của Pau FC. Cơ hội ra sân của Quang Hải không cao. Minh Anh. Trận đấu kết thúc. Pau FC 1-0 Valencia. Quang Hải cắt bóng ở sân đối phương và chuyền cho đồng đội. Tuy nhiên, Pep Ibnu Ba làm hỏng pha tấn công nhanh của Pau FC vì một đường chuyền cầu thả. Pau FC thay người. Quang Hải được tung vào sân thay Basu Amina. Vào, Pau FC mở tỷ số. Pau FC 1-0 Valencia. Eddie Silves kiến tạo xuất sắc. Basu Amina vượt qua thủ môn đối phương và ghi bàn. Quang Hải là một trong hai cầu thủ dự bị của Pau FC rời cabin ra khởi động. Cơ hội của Pau FC. Thủ môn Valencia cản phá cú sút hiểm của Steve Busnat. Huấn luyện viên trưởng của đội khách vừa bị phạt thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Cơ hội của Pau FC. Ở Win Coffee sút xa rất đẹp nhưng thủ môn Valencia xuất sắc hơn. Thẻ đỏ. Dibuchi nhận thẻ vàng thứ hai và bị chốt quyền thi đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Pau FC chơi không tồi trong hiệp 1. Huấn luyện viên Didier Tholot chưa cần thay người ở đầu hiệp 2. Quang Hải tiếp tục ngồi dự bị. Hết hiệp 1. Pau FC 0-0 Valencia. Cơ hội của Pau FC. Đội chủ nhà phối hợp tốt ở cánh trái. Monbatsu Amina tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội nhưng Zatara lại sút không trúng đích. Cơ hội của Pau FC. Mohamed Zatara đánh đầu hiểm nhưng chưa đủ mạnh. Cơ hội của Valencia.
Thủ môn Oliero đứng nhìn nhưng vẫn còn một hậu vệ Pau FC đứng trên vạch cầu môn để phá bóng. Cơ hội của Valencia. Cơ hội đầu tiên của Valencia là một cú đánh đầu. Thủ môn Alexander Oliero cản phá xuất sắc, tiêu thua cho Pau FC. Valencia mạnh hơn nhưng Pau FC giữ được thế trận không tệ. Đội khách không tạo ra được sức ép liên tục dù đang chiếm ưu thế trên sân. Pau FC thi đấu với sơ đồ 4-3-3, không phải 3-5-2 như các trận gần đây. Tuy nhiên, cách bố trí tuyến giữa của huấn luyện viên Didier Thonot không đổi. Đội trưởng Henry Say chơi thấp nhất hàng tiền vệ Steve Bisnat và Dan Mida dâng cao. Trận đấu bắt đầu, Pau FC 0-0 Valencia. Trong hai trận gần nhất của Pau FC, Quang Hải đều không thi đấu phút nào. Quang Hải là một trong ba cầu thủ Pau FC được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong loạt trận FIFA tháng 9. Những cái tên còn lại là Pep Ibnuba, Meritani và Sessi Danmida, Benin. Ngày 19 tháng 9, Quang Hải sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Đội hình Pau FC vs Valencia. Quang Hải dự bị, Henry Sevang băng đội trưởng thay Xavier Cosi vắng mặt do án treo giò. Huấn luyện viên Didier Thonot có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trở lại với cặp trung vệ Jean Ruiz và Noel Sow, hoặc kéo Sessi Danmida xuống hàng thủ để duy trì hệ thống 3 trung vệ. Trong đội hình Valencia, cái tên đáng chú ý nhất là Mati El Dibuchi góp mặt với tấm băng đội trưởng. Nhận định Pau FC vs Valencia. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, đánh bại Lavan với tỷ số 1-0 cách đây một tuần, giúp Pau FC tạm thoát vị trí cuối bảng. Đội chủ sân Nauskirkam vẫn đứng áp chót, nhưng khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 10 Paris FC chỉ bằng đúng một trận thắng. Màn trình diễn của Pau FC trong trận đấu gần nhất có sự tiến bộ rõ rệt. Các học trò của huấn luyện viên Didier Thonot phối hợp với nhau tốt hơn, biết cách kiểm soát trận đấu và tấn công có đường nét hơn so với những vòng đấu đầu tiên. Hệ thống chiến thuật mới của Pau FC với sơ đồ 3 trung vệ cho thấy những tín hiệu tích cực. Pau FC tiến bộ về sự ăn ý và cách chơi bóng của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là ở hàng công. Các tiền đạo mà huấn luyện viên Didier Thonot tin dùng trong những trận gần đây, Pep Ibnuba và Mohamed Zastara vẫn chưa ghi bàn. Lavan là một đối thủ yếu, thử thách tiếp theo của Pau FC sẽ khó hơn nhiều. Valencia đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng này mới thua một trận từ đầu mùa giải. Chỉ có 4 câu lạc bộ, trong đó có 3 đội nằm trong top 4 của giải đấu, thủng lưới ít hơn Valencia. Trước một đối thủ mạnh, huấn luyện viên Didier Thonot nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình đang vận hành tốt của Pau FC. Cơ hội ra sân của Quang Hải không cao.